Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn các món ăn được chế biến từ các sản phẩm mang thương hiệu Quảng Ninh. Một trong những sản phẩm đó chính là gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều. Huyện Đông Triều với lợi thế đất đai phì nhiêu, điều kiện canh tác thuận lợi cho sản xuất lúa nếp cái hoa vàng. Hệ thống núi non xen lẫn đồng bằng và hệ thống sông ngòi dày đặc đã tạo ra những vùng sản xuất lúa nếp cái hoa vàng tập trung với diện tích lớn mà ít địa phương nào có được. Người dân Đông Triều có truyền thống cần cù và sáng tạo trong lao động, với kinh nghiệm sản xuất lâu đời nên đã tạo ra được những hạt gạo nếp chất lượng thơm ngon. Diện tích canh tác lúa nếp cái hoa vàng ở huyện Đông Triều tập trung thành các vùng chuyên canh lớn tại một số xã Yên Đức, Hồng Phong, Hoàng Quế, Nguyễn Huệ. Chất lượng gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều ngon đứng đầu các loại gạo nếp. Hạt đầy tròn, không vỡ, đặc biệt khi nấu, hạt cơm trong và ráo, mềm nhưng không nát, thơm đậm đà hấp dẫn. Vì thế, gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều không chỉ được yêu thích trong huyện, trong tỉnh mà còn nổi tiếng cả vùng Đông Bắc. Từ gạo nếp cái hoa vàng, chúng ta có thể chế biến rất nhiều các món xôi, chè, thơm ngon, hấp dẫn. Và sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn chế biến món xôi dừa hạt sen. Xôi dừa hạt sen là món ăn dân dã mang đậm hương vị truyền thống của người dân Việt Nam. Để chế biến món xôi dừa hạt sen, chúng ta cần các nguyên liệu sau: gạo nếp cái hoa vàng 500g, cùi dừa nạo 50g, nước cốt dừa 2 thìa, muối 1 thìa cà phê, đường 2 thìa, hạt sen 100g, nguyên liệu trang trí, lá sen, hoa sen. Tiếp theo, tôi hướng dẫn các bạn quy trình chế biến món xôi dừa hạt sen. Trước tiên, gạo nếp cho ngâm trong khoảng thời gian 8 tiếng, sau đó vo sạch để ráo nước. Hạt sen ngâm nước khoảng 30 phút, luộc chín. Cùi dừa ta nạo sợi, sau đó ta trộn gạo với hạt sen cùng với 1 thìa cà phê muối, rồi cho vào nồi hấp khoảng 30 phút. Các bạn chú ý, ta nên cho gạo vào từ lúc nước sôi để gạo được mềm hơn. Trong quá trình đổ sôi, ta nên để nhiệt độ ở mức trung bình. Trong khi chờ sôi chín, ta xào cùi dừa nạo cùng với 1 thìa đường. Sau khi ta đổ khoảng 25 phút, ta cho cùi dừa nạo và 2 thìa nước cốt dừa. Và ta đổ thêm khoảng 5 phút. Xôi chín, ta trình bày ra đĩa kết hợp với hoa và lá sen.
Tôi vừa hướng dẫn các bạn quy trình món xôi dừa hạt sen. Yêu cầu cảm quan của món là xôi mềm, dẻo, vị đặc trưng của xôi nếp, vị ngậy của từng hạt xôi kết hợp với nước cốt dừa. Xin chào các bạn, cũng từ nguyên liệu gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều, tôi xin giới thiệu món ăn thứ hai, đó là món xôi chiên phồng. Để chế biến món xôi chiên phồng, chúng ta cần các nguyên liệu sau: gạo nếp cái hoa vàng 500g, đậu xanh không vỏ 150g, nước cốt dừa 2 thìa, đường 4 thìa, muối 1 thìa cà phê, dầu ăn 2 thìa, nguyên liệu trang trí hoa sen. Sau đây, tôi xin hướng dẫn các bạn quy trình chế biến món xôi chiên phồng. Trước tiên, ta ngâm gạo trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 tiếng. Sau đó, vo sạch để ráo nước. Đỗ xanh, ta ngâm trong khoảng thời gian 4 tiếng để ráo nước. Tiếp theo, ta cho gạo và đỗ đổ trong khoảng thời gian 30 phút. Các bạn chú ý, trong quá trình đổ xôi, ta để ở nhiệt độ mức trung bình. Xôi chín, ta cho ra đĩa trộn cùng với các gia vị rồi vò kỹ. Sau khi vò nhuyễn, ta dùng màng bọc thực phẩm tạo thành khối hình trụ có đường kính 5cm. Sau khi cuộn xong, ta cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 1 giờ. Tiếp theo, ta thái xôi dày khoảng 1cm rồi cho vào rán vàng. Chiên ta để nhiệt độ mức vừa phải để xôi không bị cháy. Các bạn lưu ý, để xôi được phồng hơn, ta dùng bàn xả ép nhẹ xuống chảo. Ta chiên xôi có màu vàng rơm và phồng lên là được. Cuối cùng, ta trình bày lá giò kết hợp với hoa sen để cho món ăn được hấp dẫn. Tôi vừa hướng dẫn các bạn món xôi chiên phồng. Yêu cầu cảm quan của món ăn là xôi giòn, dẻo, màu vàng rơm, vị đặc trưng của gạo nếp cái hoa vàng. Các món ăn từ gạo nếp luôn gần gũi, thân quen đối với mỗi chúng ta. Những món ăn như các món xôi chè đều là món ăn ngon, dân dã mà không kém phần hấp dẫn trong các bữa cơm gia đình, chiêu đãi khách hoặc trong các bữa tiệc. Chúc các bạn thành công!